ngành gỗ đang trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn, giá trị xuất khẩu giảm mạnh. Do đó cần phải có giải pháp kịp thời, phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm. Đây là nội dung trọng tâm tại hội nghị giao ban ngành chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2023 diễn ra chiều nay tại tỉnh Bình Dương. Dự và chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Hùng Dũng. Nhận định chung tại hội nghị, ngành gỗ Việt Nam đang trong giai đoạn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. 7 tháng đầu năm 2023, giá trị xuất khẩu lâm sản cả nước ước đạt 7,78 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 45% kế hoạch năm, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hơn 7,2 tỷ đô la, giảm 26,2%, lâm sản ngoài gỗ giảm 15,4%. Các thị trường xuất khẩu chủ lực như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU đều giảm so với cùng kỳ. Cùng với đánh giá những tác động khách quan, chủ quan, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cùng các Hiệp hội Gỗ địa phương cho rằng cần phải có những giải pháp khả thi thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất chỉ tiêu xuất khẩu đề ra trong năm. Trong cái điều kiện thị trường biến động như thế này thì trọng tâm ngành gỗ là ưu tiên là về phát triển thị trường. Chủ động của doanh nghiệp hiện tại số 1 bây giờ là phải tìm mọi cách để giảm cái giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phải giảm cái chi phí sản xuất bằng cái việc đổi mới cái công nghệ để nâng cao năng suất lao động và nâng cao cái năng lực quản trị để mà nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây là những cái giải pháp cốt lõi để mà nâng cao cái thương hiệu của doanh nghiệp và tham gia được sâu vào cái thị trường cung cầu của thế giới. Chia sẻ với những khó khăn của ngành gỗ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị đề nghị Hiệp hội và các doanh nghiệp chế biến gỗ cần tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục đoàn kết đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng linh hoạt, tăng cường chia sẻ thông tin, nội địa hóa, nguyên liệu sản xuất, đổi mới công nghệ, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời khẳng định Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ ngành trung ương luôn đồng hành cùng Hiệp hội và các doanh nghiệp chế biến gỗ, từng bước hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện thúc đẩy ngành gỗ Việt Nam hội nhập, phát triển.